Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc, khi tình hình chiến sự tại vùng Kursk diễn ra vô cùng căng thẳng. Quân đội Nga đang tiếp tục trấn áp cuộc đột phá của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Tình hình hiện nay vẫn còn khó khăn khi quân Ukraine vẫn chưa bị đánh lui khỏi các vùng lãnh thổ Nga mà họ đã giành được trong những ngày qua. Trong khi đó, Ukraine đang cố gắng tạo ra vẻ ngoài không thể tấn công vào các khu vực khác trên biên giới Nga, nhưng các nguồn tin quân sự cho biết. Tình hình thực tế cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Belgorod ở phía tây bắc vùng Kursk. Hiện nay, Ukraine đang tập trung lực lượng gần biên giới khu vực Belgorod với các trang bị hạng nặng như hệ thống pháo vật lực phóng loạt MLRS Under và bắt đầu tăng cường các hoạt động đánh phá. Trước đó, lực lượng Ukraine cũng đã cố gắng đổ bộ xuống vùng Kherson. Mặc dù cuộc đột kích này kết thúc thất bại, nhưng nó đã trở thành tín hiệu đáng báo động cho lực lượng vũ trang Nga khi Kiev đang điều động thêm lực lượng và chuẩn bị cho các chiến dịch phản công tiếp theo. Những lo ngại tương tự cũng được thượng nghị sĩ vùng Zaporizhia Dmitry Rogozin bày tỏ hôm 9 tháng 8. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine có đủ quân dự bị để thực hiện những đột phá theo các hướng khác nhau. Không thể loại trừ một cuộc tấn công của đối thủ vào khu vực Energoda và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vì kênh Dnipro bị thu hẹp sau khi hồ chứa Kakhovka bị phá hủy. Ông Rogozin cũng lưu ý về hoạt động gia tăng của máy bay không người lái Ukraine ở Kamenka, Dniprovskaya và Vasiliev, cũng như về việc di chuyển thiết bị quân sự gần Stepnogorod và Orekhov. Do đó, lực lượng vũ trang Ukraine có đủ lực lượng dự bị để đột phá các khu vực khác nhau của mặt trận. Bị chính khách Nga cảnh báo, đây không phải là sự báo động giả mà là sự hiểu biết có tích lũy kinh nghiệm về đối phương. Bất cứ sự đánh giá thấp đối thủ đều phải trả giá đắt. Cùng với đó, các nguồn tin tình báo của Nga cũng cho thấy sự tập trung của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine gần Rih, vùng Kursk của Nga. Rõ ràng Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào vùng Kursk, mở ra hai hướng tấn công nhằm phân tán binh lực của Nga. Giới chuyên gia phương Tây gần đây đã chỉ ra chiến thuật tấn công của Ukraine trong vụ đột kích nhanh và sâu vào trong lãnh thổ Nga trong những ngày qua. Theo đó, mặc dù rất khó để dự đoán về tương lai rằng liệu Ukraine có giữ được các khu vực này trước Nga áp đảo về tiềm lực hay không, nhưng theo giới quan sát, cuộc tấn công của Ukraine cho thấy việc Kiev đã thành công gây bất ngờ cho đối thủ để đạt được đà tiến khá nhanh. Đầu tiên, Ukraine dùng chiến thuật tác chiến điện tử EVKF chớp nhoáng. Theo Forbes, Kiev từng dùng chiến thuật này ở Kharkov với quy mô nhỏ hơn. Họ ban đầu sẽ dùng tổ hợp EVKF nhằm loại bỏ UAV trinh sát của Nga, khiến đối thủ không hiểu rõ điều gì đang xảy ra trên thực địa. Sau đó, Ukraine tiếp tục dùng EVKF để chặn hệ thống thông tin liên lạc của đối phương. Vì Nga đang tập trung chiến đấu ở các mặt trận khác, nên phòng thủ của phía Moscow ở Kursk tương đối mỏng và Ukraine đã tận dụng điều này. Do ảnh hưởng từ EVKF, UAV của Nga đã không tác chiến hiệu quả ở hướng này, do đó tạo tiền đề cho Ukraine đưa tăng thiết giáp xâm nhập qua biên giới. Rào cản lớn nhất của Ukraine lúc này là hệ thống hào đào sâu của Nga dọc theo biên giới trong những năm qua. Để ứng phó tình hình, Ukraine triển khai các bầy đàn UAV tấn công chính xác cao. Ngoài ra, Ukraine cũng triển khai UAV ném bom có nhiệm vụ dọn sạch các chiến hào và chướng ngại của Nga dưới mặt đất. Khi chiến hào được dọn sạch, các đơn vị biệt kích Ukraine nhanh chóng di chuyển vào để kiểm soát các vị trí trống. Trên đầu họ, UAV tiếp tục bay để loại bỏ mối đe dọa. Cùng với đó, các tổ hợp EVKF lại được đưa lên phía trước. Toàn bộ quá trình tấn công được lặp lại lần nữa để Ukraine tiếp tục tiến lên. Theo các nguồn tin từ phương Tây, việc Nga triển khai phòng thủ mỏng ở Kursk đã tạo điều kiện để Ukraine thọc sâu vào khu vực này với tốc độ nhanh. Ukraine buộc phải chạy đua với thời gian vì Nga đã bắt đầu đưa vũ khí hạng nặng tới Kursk nhằm dùng hỏa lực áp đảo đà tiến của đối thủ. Mặt khác, để chặn Nga tiếp viện cho Kursk, Ukraine được cho đã sử dụng pháo để bắn vào các đoàn xe chở quân và vũ khí của Nga. Thông tin từ hiện trường chỉ ra rằng Ukraine có thể đã dùng HIMARS để vô hiệu các nỗ lực của Nga trong vài ngày qua nhằm đưa lực lượng tới Kursk. Rõ ràng, việc Ukraine đưa quân vào lãnh thổ Nga là rất rủi ro. Khi họ càng đi vào sâu, họ sẽ càng có rủi ro bị Nga cô lập và bao vây từ các bên. Khi đó, Ukraine có thể đối mặt với việc thiệt hại hàng nghìn quân tinh nhuệ mà họ không dễ bù đắp lại được trong thời gian ngắn. Đánh xuyên biên giới Nga là một canh bạc rủi ro khi thông thường bên tấn công phải có tiềm lực gấp 3 lần bên phòng thủ. Ukraine đã gây bất ngờ cho đối thủ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể duy trì được đà tấn công trước Nga áp đảo về vũ khí và nhân lực trong những ngày tới hay không? Trong diễn biến liên quan, Bloomberg trích dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho hay, tình báo Nga được cho đã cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine ở khu vực Kursk 2 tuần trước khi sự việc diễn ra.
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không chú ý tới cảnh báo này. Điều này có thể đã khiến quân đội Nga không kịp trở tay khi bị Ukraine bất ngờ tấn công. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về thông tin này. France 24 đưa tin, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào Nga đã gây bất ngờ cho nhiều bên, khi Kiev nhiều lần phàn nàn về việc họ đang thiếu hụt nhân sự và đạn dược. Chuyên gia quốc phòng cấp cao tại Baltic Security Foundation Glenn Grant nhận định, thành thật mà nói, không ai biết tại sao họ lại làm vậy. Giảng viên cấp cao về nghiên cứu Trung và Đông Âu tại Đại học Glasgow, Anh, ông Hussein Aliyev nhận xét, điều này vừa bất thường vừa bất ngờ vì Ukraine luôn tuyên bố rằng họ không có đủ người và vũ khí để bảo vệ tiền tuyến. Giảng viên cấp cao và phân tích quân sự tại Đại học Portsmouth, ông Frank Ledwich cho biết động thái của Kiev có thể được coi là cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn Nga tập kích vào khu vực Sumy. Ông nói thêm, làm như vậy là mạo hiểm, nhưng xét về mặt quân sự thì điều đó có ý nghĩa. Trong khi đó, cuộc tấn công của Kiev cũng có thể giúp nâng cao tinh thần cho phía Ukraine. Chuyên gia Aliyev cho biết, Ukraine không có chiến thắng lớn nào kể từ Kherson vào tháng 11 năm 2022. Đây có thể là nỗ lực của Ukraine nhằm cải thiện sức mạnh. Truyền thông Mỹ vừa qua đã dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel giấu tên, hé lộ cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Benjamin Netanyahu một ngày sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Cuộc điện đàm được mô tả cực kỳ căng thẳng. Ông Netanyahu đã phủ nhận Israel là rào cản đối với thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bác bỏ lập luận của Tổng thống Biden rằng vụ việc của ông Haniyeh trên lãnh thổ Iran có thể gây hại đến nỗ lực đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và thả con tin. Một quan chức Israel cấp cao cho biết, ông Netanyahu khẳng định không tìm cách ngăn chặn lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Netanyahu thừa nhận vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, nhà đàm phán chính trong các cuộc thảo luận sẽ làm gián đoạn tiến trình vài ngày. Tuy nhiên, ông cho rằng sự kiện này cuối cùng sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất thỏa thuận khi làm gia tăng áp lực lên Hamas. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhận định vụ ám sát xảy ra sai thời điểm. Washington vốn kỳ vọng quá trình đàm phán đang đi đến hồi kết, một quan chức Mỹ cho biết. Ông Biden cũng lo ngại chiến dịch nhằm vào thủ lĩnh Hamas diễn ra ngay tại thủ đô Tehran. Iran có thể làm xung đột lan rộng hơn trong khu vực, điều mà Tổng thống Mỹ cố gắng ngăn chặn. Theo quan chức hai nước, phía Israel không thông báo cho Mỹ về kế hoạch hạ thủ lĩnh Hamas, dù vài ngày trước đó, Tổng thống Biden đón ông Netanyahu tại Nhà Trắng. Bất chấp bất đồng giữa ông Biden và ông Netanyahu, hai đồng minh vẫn hợp tác chặt chẽ trước kịch bản Iran tấn công trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas bị sát hại. Tổng thống Biden lệnh cho quân đội Mỹ điều thêm chiến hạm và máy bay quân sự tới Trung Đông. Các sĩ quan quân đội nước này dự kiến hợp tác với phía Israel giống như chiến dịch phòng thủ trước đòn tập kích với 300 tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran hồi tháng 4 năm nay. Ngày 8 tháng 8, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này đã chấp nhận đề xuất của các nước trung gian Mỹ, Qatar, Ai Cập về việc nối lại đàm phán ngừng bắn và sẽ cử một phái đoàn đến Cairo hoặc Doha vào ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, Hamas chưa bình luận về đề xuất của các nước trung gian. Nhóm này đã chọn thủ lĩnh chính trị mới là Yahya Sinwar, 61 tuổi. Ông vốn là lãnh đạo Hamas tại Gaza, đã chỉ đạo cuộc đột kích vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giới quan sát đánh giá ông sẽ có lập trường rất cứng rắn. Ở phía Israel, các chính trị gia cực hữu vẫn giữ quan điểm phản đối đạt lệnh ngừng bắn với Hamas. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bezalel Smotrich gọi đó là cái bẫy nguy hiểm có thể gây tổn hại đến an ninh của Israel. Mỹ đã nhanh chóng chỉ trích lập trường này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã cáo buộc ông Smotrich sẵn sàng hy sinh những con tin vẫn bị giữ tại Gaza trong một tình huống đi ngược lại với lợi ích an ninh quốc gia của Israel vào thời điểm quan trọng. Mỹ, Qatar và Ai Cập đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần giữa Israel và Hamas kết thúc vào cuối tháng 11 năm 2023. Trong đó có nội dung trao đổi các tù nhân Palestine lấy các con tin Israel cũng như cung cấp thêm hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải sau đó nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới đã không mang lại kết quả. Ngày 9 tháng 8, Ngoại trưởng Liban Abdullah Bouhabib thông báo chính phủ nước này ủng hộ tuyên bố chung của Mỹ, Ai Cập và Qatar, kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh việc thả con tin, bắt đầu lệnh ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận ngay lập tức.